Vâng, và bây giờ thì biên tập viên Hoàng Anh sẽ gửi tới chúng ta những thông tin thể thao mới nhất. Tôi vừa nhìn thấy những cảm xúc của người hâm mộ cũng như là cầu thủ của câu lạc bộ Viettel. Anh nói gì về điều đó? Vâng, xin chào Thị Tuyệt Vân và xin kính chào quý vị khán giả. Như chúng ta đã biết rằng là trong vòng 24 giờ qua và cụ thể là vào chiều tối ngày hôm qua thì câu lạc bộ Viettel là câu lạc bộ đã giành chức vô địch của giải hạng nhất quốc gia An Cường và chính thức lên thăng hạng ở mùa giải sau. Và điều này rất đặc biệt ở chỗ đó chính là những ảnh vừa rồi rất đầy cảm xúc trong ngày mà câu lạc bộ Viettel, đội bóng đang chơi ở giải hạng nhất giành chức vô địch. Tại sao họ lại đặc biệt như vậy? Bởi vì đó là một đội bóng trẻ trung nhưng lại mang trên mình những giá trị truyền thống lớn lao và quý báu. Khi là hậu duệ của câu lạc bộ Thể Công, cái tên đã quá quen thuộc trong tâm trí cũng như trong trái tim của những người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Sau tất cả những nỗ lực và quyết tâm thì cuối cùng thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hải Biên cũng đã được hưởng trái ngọt. Tiếp đón câu lạc bộ Bình Phước trên sân nhà, câu lạc bộ Viettel nhanh chóng làm chủ thế trận từ những phút đầu tiên. Liên tiếp những cơ hội được tạo ra và trong một tình huống hãm thành ở phút thứ 77, Bùi Tiến Dũng đã xuất hiện đúng lúc để đánh đầu mở tỷ số trận đấu. Chỉ 5 phút sau cũng bằng một pha đánh đầu, Hoàng Đức đã ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà. Sau 17 vòng đấu, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hải Biên có được 38 điểm, nhiều hơn đội bóng đang đứng thứ hai là câu lạc bộ Hà Nội B 7 điểm, trong khi giải chỉ còn một vòng đấu. Vì thế câu lạc bộ Viettel đã chính thức vô địch và giành quyền lên chơi ở giải vô địch quốc gia mùa sau. Cá nhân em cũng như là toàn đội thì năm sau lấy lại tên Thể Công là một cái tên rất là thiêng liêng, thì bọn em sẽ cố gắng thi đấu thật tốt, tập luyện thật tốt để duy trì được cái tên đấy mãi mãi về sau này. Cùng chung vui với các học trò, nhưng huấn luyện viên Nguyễn Hải Biên có nhiều việc phải lo nghĩ hơn, bởi ông đã sớm mường tượng được những khó khăn đang chờ đợi đội bóng của mình ở mùa giải năm sau. Các vận động viên thì họ có thể là họ đang thoải mái, nhưng mà riêng với đối cá nhân tôi với kể cả tập thể ban lãnh đạo giám đốc trung tâm thì cũng giờ này cũng rất chăn trở. Họ đã xây dựng nhiều cái kế hoạch